Hôm nay chúng ta sẽ tập gì? Làm sao để có được thanh trên, quyến rũ và sexy? Hãy follow tôi, Ngọc, Quang và Huỳnh. Hôm nay chúng ta sẽ tập các bài gồm có 7 bài như thế nào? Seduced, Literary, Plants, Crunchy và V-Up Hole. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu với động tác đầu tiên, push up. Động tác này rất quan trọng đối với nhất là các bạn nam, nhưng mà đối với các bạn nữ vẫn không kém phần quan trọng. Với động tác này, chúng ta sẽ giữ thân người thẳng, gồng cứng thành bụng, gồng thành đùi, siết mông, tay thẳng vuông góc với sàn, mũi chân ấn lực xuống, lực nằm ở 50% ở tay và 50% ở mũi chân. Lúc xuống, chúng ta xuống chậm, nhớ giữ lưng thẳng. Lúc lên, siết cơ ngực, ép lại để có tác động 100% vào phần cơ mình muốn tập. Rồi, trong bài này chúng ta sẽ thực hiện 12 rep. Mọi người mới bắt đầu tập thì sẽ follow Huỳnh. Mọi người tập lâu sẽ follow theo Quang. Và những người ai tập cơ bản, follow mình. Ready, go. Xuống chậm, hít. Lên, siết thở. Xuống từ từ, kiểm soát cơ thể của mình. Lên, 2, yes, good. Xuống từ từ, siết ngực vào. 3, đúng rồi. Xuống chậm, thật chậm càng tốt. 4, cảm nhận vào cơ ngực của mình. Giãn ra. Yes. Tiếp tục nào. 6. Đối với những ai muốn tập khó, mình sẽ tập push up và row. Bài này sẽ có tác dụng vào phần ngực và lúc row sẽ có phần vai. Đặc biệt phần co mình sẽ sử dụng nhiều hơn. Rất là khó. Đối với những ai mới tập, chúng ta sẽ tập động tác assist push up, dùng lực ở cẳng chân và bảy người lên, hỗ trợ cho phần ngực và tay của mình. Nào, ready, chúng ta sẽ làm thêm 4 rep nữa. Bắt đầu xuống chậm lên. Đúng rồi, siết ngực mình vào. 2, yes. Tiếp tục nào. 3, lá xuống thật chậm nào. Cảm nhận cơ ngực của mình. Ok. Yes. Đây là bài tập đầu tiên. Tới bài tập thứ hai, chúng ta sẽ tập động tác Superman. Đối với động tác này, chúng ta sẽ nằm giáp, tay hình chữ V, chân mở rộng, duỗi thẳng tay và thẳng chân. Tập bài tập này chúng ta sẽ tập trung vào phần lưng, đặc biệt là phần lưng dưới của mình. Rồi, bắt đầu. Up. 1. Xuống chậm. 2. Siết chặt phần lưng dưới. Yes, good. 3. Lúc siết chúng ta sẽ thở lại và xuống chậm, hít sâu vào. Chú ý lúc lên không thở, lên tới điểm mình sẽ giữ lại chúng ta mới thở. Yes, good. Tiếp tục. Đúng rồi. Đối với những người tập đã lâu thì chúng ta sẽ follow theo Quang. Lúc lên chúng ta siết phần lưng đi vào trong middle và cơ tròn của mình. Còn đây, động tác dễ hơn. Chúng ta chỉ cần bật phần thanh lên, còn phần thanh dưới chúng ta giữ, tập trung vào phần lưng dưới nhiều. Nhớ, lúc lên siết và thở. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục thêm 4 rep. Nào, up. 1, xuống chậm thôi, kiểm soát cơ thể của mình. 2, tập trung vào nhóm cơ lưng. 3, yes. Mọi người đã cảm thấy cái vùng lưng của mình nóng lên chưa? Ok. Chúng ta sẽ nghỉ 5 giây đến 10 giây tùy vào thể lực của mình. Và nhớ, trong lúc nghỉ chúng ta hãy tranh thủ uống nước, nhưng không nên uống liền và uống quá nhanh. Chúng ta hít thở sâu tầm 3 nhịp. Và khi uống nước, chúng ta chỉ uống từng ngụm nhỏ. Mọi người nên tránh uống quá nhiều trong một lần, sẽ không tốt cho tim của bạn, nhất là đối với người có bệnh về van tim. Nào, đến bài tập tiếp theo, chúng ta sẽ tập phần vai của mình. Làm sao để có được cái phần vai tròn và vỡ. Và tất nhiên các bạn trai đều luôn muốn có mình một cái bờ vai rộng để cho cái người yêu thương của mình dựa vào. Rồi, động tác đầu tiên chúng ta sẽ tập động tác shoulder rest, tư thế chuẩn bị. Tay nâng lên ngang vai, cẳng tay vuông góc với cánh tay như thế này. Lưng giữ thẳng, siết chặt phần bụng.
Phần tay của mình nắm tay ngang với tay, không đưa ra quá sâu như này, không lệch như thế này, cũng không lệch như thế này, không tốt cho khớp vai của mình. Ok. Nào bây giờ chúng ta sẽ thực hiện động tác này với 12 reps. Ready. Go. Yes. Đẩy lên, xít thở, xuống chậm kiểm soát. Đối với mình tập home workout, chúng ta sẽ sử dụng trọng lượng tạ nhẹ vì không có nặng như phòng gym. Nên chúng ta hãy tập động tác thật chậm để cảm nhận vùng cơ của mình. Đúng rồi. Chúng ta sẽ thực hiện thêm 8 rep nữa. Xuống chậm. Hít sâu, lên, xít thở. Xuống chậm thôi, cảm nhận vai của mình. Kéo lên, xít giữ, xuống chậm, đúng rồi. Chúng ta thực hiện 4 nhịp này nào. 1. Muốn những ai tập level cao sẽ follow theo quen. 2. Đúng rồi. 3. Giữ phần lưng của mình thẳng. Last rep. Up, xít, thở. Ok. Yeah. Em cảm thấy như thế nào? Rất là bông mạnh. Yeah. Anh cũng rung. Cảm thấy feel rất là good. Chúng ta nghỉ trong vòng 10 giây. Và đến động tác tiếp theo là lateral raise. Chúng ta bay vai để cho cái phần vai của mình nó căng tròn hơn. Mọi người nhớ uống nước chậm thôi nha. Việc uống nước rất quan trọng trong tập luyện. Và nước rất quan trọng với cơ thể chúng ta. Vì 75% của chúng ta, cơ thể chúng ta là nước mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo. Lateral raise. Mình nói đơn giản đó là bay vai, vì giống như chim bay. Yes. Với động tác này, những người tập cơ bản sẽ đi follow mình. Những người tập level dễ follow hơn và khó hơn sẽ follow theo quen. Rồi. Động tác cơ bản của mình. Hai tay cầm dụng cụ tập để trước đùi. Nhớ phần lưng thẳng, gồng cứng bụng. Đùi gồng cứng để giữ thăng bằng và co luôn giữ nha. Rồi vai kéo lên. Nhớ chỏ cao hơn nắm đấm. Chúng ta đừng làm như thế này ha. Như thế này sẽ tối ưu hơn cái phần vai giữa của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện 12 rep cho bài tập này. Ready. Go. Go. Một, giữ và xuống mạch chậm. Yes. Now. Hai, xiết cơ lại và thở ra, xuống chậm thôi. Lên. Ba, giữ lại, xuống từ từ. Yes, good. Bốn, đúng rồi. Năm, nhớ phần chỏ của chúng ta hơi đưa về trước một chút, hoặc là ở xa ngang. Đừng đưa về sau như thế này. Đừng đưa về sau như thế này. Nó sẽ không vào hoàn toàn vào vai giữa. Bốn rep nữa nào. Một, thật là chậm rãi, cảm nhận vào cơ của mình. Hai, giữ lại, nhớ giữ lưng thẳng. Đừng đổ quá như thế này, hoặc cũng đừng như thế này. Ok. 2. 1, giữ. Ok, yes. Em cảm giác như thế nào không? Rất là buồn mẹ. Yeah. Chúng ta phải cố gắng tập, nhất là với các bạn nam. Vì một bờ vai rộng luôn là chỗ dựa tin tưởng cho người mình yêu thương mà. Rồi chúng ta sẽ cố gắng uống nước và nghỉ ngơi để vào động tác tiếp theo. Nhớ uống nước thật chậm. Đừng uống quá vội sẽ không tốt cho sức khỏe của mình. Rồi đến với động tác tiếp theo của compound này là động tác plank. Chúng ta sẽ dùng khăn để chúng ta chống lên, tránh tình trạng trượt khi tập và an toàn cho mình. Tập luyện như mọi người nhớ, giữ an toàn là trên hết. Rồi, tư thế chuẩn bị. Tay rộng bằng vai. Cánh tay vuông góc với sàn. Góc giữa cánh tay và thân người là 90 độ. Rồi, chúng ta có thể để tay thẳng hoặc là đan hai tay với nhau. Nhưng quan trọng là lưng phải thẳng, xiết bụng. Chân kẹp vào nhau, xiết phần mông, đạp mũi chân giống như là động tác push-up lúc đầu tiên. Và giữ. Rồi, ready. Yes. Go. Chúng ta sẽ giữ động tác này trong vòng 30 giây. Siết chặt phần bụng. Đừng có võng như thế này. Cũng đừng đưa cao như thế này. Nó không có tác dụng vào phần core của mình nhiều. Giữ lưng thẳng, siết bụng. Kiểm soát hơi thở của mình. Hơi thở trong plank khác
với những động tác khác là chúng ta sẽ thở nhẹ nhàng, không thở hắt, tại vì như vậy chúng ta sẽ không tập trung được vào vùng cổ. Đối với những người đã tập 2 năm, 3 năm phép plank, động tác này rất khó và cái tác dụng vào cổ rất là nhiều. Nhưng mọi người đừng nên sợ, chúng ta sẽ tập từ từ, từ cái dễ hơn. Đối với hình, chúng ta có knee plank rất đơn giản cho những người mới tập. Nào, chúng ta thêm 10 giây. Cố gắng nào. 10, 9, 8, 7, yes, good. Cảm nhận phần co của mình. 5, 4, 3, 3 2, 2, ok. Chỉ mới động tác này thôi mà mình cảm giác là đã có 8 múi ở đây. Wow. Chúng ta tranh thủ lau mồ hôi. Mọi người phải tranh thủ lúc nghỉ lau mồ hôi và uống nước, nhất là đừng để mồ hôi thấm ngược vào khi lỗ chân lông của chúng ta đang nở ra, rất dễ bị bệnh khi có gió lùa vào người. Và đừng quên uống nước. Mọi người hãy cố gắng lên. Chúng ta chỉ cần ra bỏ 30 phút mỗi ngày xem livestream của AA, mọi người sẽ có được cái body mong muốn trong cái mùa dịch này. Rồi, động tác tiếp theo chúng ta sẽ tập cho phần bụng 6 múi của mình, đó là crunch, hay nói đơn giản là gập bụng. Rồi, tư thế chuẩn bị, hai chân rộng bằng vai. Tại sao tư thế này? Chúng ta sẽ giữ được thăng bằng tốt hơn. Có một số người sẽ để như thế này, nhưng mà chúng ta sẽ không có balance tốt, không có thăng bằng tốt. Chúng ta sẽ để rộng bằng vai, cẳng chân và đùi vuông góc với nhau. Không nên để quá dài, cũng không nên để quá ngắn, sẽ rất bất tiện trong lúc chúng ta tập. Chúng ta sẽ tập động tác basic tối ưu nhất. Rồi, những ai muốn khó follow quen, những ai dễ mới tập sẽ follow Huynh. Rồi, ready, go. Siết bụng lại, kéo phần xương ức của mình xuống từ từ. Hít sâu, nín hơi lại, lên, siết và thở. Thở mọi người bắn gồng bụng lại, đừng thả lỏng. Ok, chúng ta tiếp tục. 3, xuống chậm rãi, yes. 4, 5, đúng rồi, 6, kiểm soát phần cơ bụng của mình để có được 8 múi và tự tin đi trên bãi biển. Yeah, good, tiếp tục nào. 3, từ từ thôi. 2, tập trung vào phần bụng của mình. 1, ok. Mới chỉ có bài thứ 2 của con mà mình đã cảm thấy là rất là feel. Gần như những múi bụng của mình muốn nhảy ra khỏi áo. Wow. Với động tác tiếp theo, sau 10 giây nghỉ, chúng ta sẽ tập động tác V-up hold. Trong thời gian hai bạn nghỉ, mình sẽ giải thích động tác như này như thế nào. Rồi, tay chúng ta giữ thẳng. Rồi, chân thẳng, dùng cơ bụng kéo lên, giữ, hoặc chúng ta có thể để xuống đây, hoặc để đây. Ok, còn muốn khó hơn, đối với quen, chúng ta sẽ đưa lên đây, nó sẽ nặng hơn. Và đối với những người mới, chúng ta sẽ có cách thực hiện khác, đó là ngồi như thế này, hai tay giữ ở cẳng chân, ngã người nhẹ ra. Khi cảm thấy thăng bằng nằm trên cái phần trên xương cùng của mình, chúng ta buông tay nhẹ nhàng ra, để ở đấy và tập trung vào cơ bụng của mình. Là đối với những người level dễ, hãy follow Huỳnh. Nào, chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ giữ động tác này trong vòng 30 giây. Ready? Ready? Yes. Yes. Come on. Up. Yes. Chúng ta có thể để ở đây. Nhưng mốc quan trọng là giữ chắc phần bụng của mình. Siết chặt. Ok. Khi chúng ta để tay ở đây, khối lượng của tay sẽ đè xuống và làm cho độ khó tăng lên gấp 10 lần. So với đây, động tác người mới tập co chân lại để giảm bớt sức nặng và dễ dàng hơn. Ok, chúng ta sẽ thực hiện thêm 15 giây nữa nào.
1 2 3 tập trung vào bụng của mình. Sắp có six pack rồi. 5 6 yes. 7 8 9 ok. Wow. Chúng ta đã xong round thứ nhất. Và chúng ta sẽ nghỉ trong vòng 30 giây. Wow. Mọi người có thể đi lại, hít thở sâu và sau đó uống nước để tiếp tục round thứ 2. Ok, sau khi chúng ta đã nghỉ 30 giây, chúng ta sẽ quay trở lại với round thứ 2. Nhưng mà round này, mình muốn mọi người hãy bùng cháy hơn nữa. Bắt đầu, để có một bộ ngực vạm vỡ. Chuẩn bị nào. 12 rep. Yes. Ok. Ok. Ready. Go. Xuống chậm lên. Xếp ngược lại, giữ xuống từ từ thôi. Hít sâu, nín hơi, lên. Thở. Xuống chậm nào. Yes, good. Cố gắng giữ lưng thẳng, đừng có võng lưng như thế này. Cũng đừng có push up như thế này. Động tác này chúng ta chưa tập. Và động tác này nó không tốt cho lưng dưới của mình. Chúng ta hãy làm đúng nào. Cố gắng lên, Hoàng ơi. Yes. Tốt lắm. Đúng rồi, lên nào. Cảm nhận vào người của mình. Đúng rồi. 3 rep. 1. Cố gắng lên. 2. 3. Ok. Wow. Đối với Quang, cái cấp độ khó hơn là chúng ta đang tập superset là ngực và kéo lưng. Rất là khó. Nên mọi người mới bắt đầu tập không nên thử động tác này vì chúng ta rất dễ bị chấn thương. Hãy bắt đầu từ những động tác dễ của Huynh. Accept. Push up. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với động tác số 2. Superman. Chúng ta sẽ làm khó hơn một chút. Nào, ready? Yes. Yeah. Ready? Yeah. Ok. Bắt đầu nào. Up. Siết giữ. Và xuống chậm thôi, đúng rồi, cảm nhận vào. Hai, siết dở và thở bằng miệng. Xuống chậm. Yes, good. Ba, tiếp tục cố gắng nào. Bốn, đúng rồi. Mọi người có biết là lúc các bạn nữ đi nhìn bạn nam từ phía sau lưng thì những người có lưng rộng đều chiếm được cảm tình của các bạn nữ. Nên mọi người cố lên. Năm rep nào. Một. Đúng rồi. Mọi người đừng có ngất cái đầu cao quá nha. Giữ thẳng. Hai. Cố gắng lên nào. 3 giữ, yes. 4 cố gắng lên nào. Last và giữ. 3 giây. 1 2 3. Ok. Yeah. Để tiếp tục đến với phần vai của mình được căng tròn. Chúng ta sẽ tiếp quay trở lại với động tác shoulder rest. Hãy tranh thủ uống nước, thở thật sâu để lấy lại oxy nào. Nhớ uống từng ngụm nhỏ nhiều ngày. Wow. Nào. Ready? Yes, yes. Ready? Yeah. Ok, chuẩn bị nào, tư thế chuẩn bị bắt đầu. Thôi là chậm rãi nha mọi người. Với giữ người thẳng, gồng cứng cơ bụng lại nào. Bắt đầu. Up, vai kéo lên. Giữ. Và xuống chậm từ từ. Giữ lại, đừng thả rời. Ok. Giữ lại, lên. 3. Xuống chậm thôi nào. 4. 5. Xít thở nào. Xuống từ từ. Lên. Xít thở. Good. Tiếp tục nào. Xuống. Nhớ giữ lưng thẳng. Chú ý tay của mình. Good. Xuống chậm thôi. 3 cái nào xuống chậm. Từ từ lên.
Cảm nhận vào vai. Đúng rồi. 2. Gồng chắc bụng lại nha, không thôi sẽ đôi lần. Ok. Wow. Em làm tốt lắm. Cố gắng lên. Và mọi người cũng hãy như Quang nha, cố gắng tập từng rep của mình. Quay trở lại với động tác lateral rise. Bay vai nha mọi người. Chuẩn bị. Ready. Go. Siết giữ vai. Xuống chậm, vai vẫn phải gồng lại nha. 2 giữ. Xuống chậm, chậm lại và gồng lại nào. 3. Chúng ta không nên làm như thế này. Chúng ta sẽ bị đau cổ nếu chúng ta là mới tập nha. Chúng ta hãy giữ ra và vai siết giữ. Xuống chậm, hít vào, giữ hơi lại. Thở. Đúng rồi. Cố gắng lên nào. Good. Tiếp tục nào. Yes. 3. Xuống từ từ. 2. Chậm thôi. Cảm nhận vào vai. 1. Giữ. 3. 2. 1. Wow. Cố gắng lên. Chúng ta cố gắng tập trong thời gian bị phòng gym đóng cửa như thế này. Nhưng mà khi phòng gym mở cửa lại, mọi người ở phòng gym, bạn bè sẽ rất là bất ngờ về cái body của mình. Wow, cố gắng lên. Cố gắng lên mọi người. Tranh thủ uống nước. Wow. Em cảm thấy như thế nào Huynh? Rất là buồn anh. Mặc dù là ở những cái bài tập mà ở mức độ dễ như thế này nhưng mà vẫn cảm thấy là rất là buồn. Yes. Không có hề là vui một xíu nào nếu như mà ở mức độ dễ. Đúng rồi. Điều quan trọng là chúng ta hãy tập trung vào cái nhóm cơ chúng ta đang tập. Rồi. Chúng ta sẽ đến bài tập tiếp theo. Chúng ta có ngực, lưng, vai. Quá đẹp rồi. Bây giờ sẽ đến phần quan trọng của nam giới. Và nữ giới cũng không phải cái quan trọng nha. Các bạn nữ cũng nên tập để có được số 11, tức là hai đường sọc đó. Cố lên. Mọi người đừng quên, hãy follow Huynh để tập động tác đơn giản, dễ nhất cho người mới bắt đầu. Basic, follow mình và high level, hãy follow Quang để được cái body như Quang. Trời ơi, wow. Rồi, mọi người cố gắng lên nào. Plank, động tác này rất là basic. Nhưng mà khi làm đúng kỹ thuật nó rất là khó. Tại vì đa số mọi người sẽ như thế này, hoặc là như thế này. Chúng ta phải đẩy lên, siết chặt phần mông, nhíu lại, gồng siết cơ bụng, đừng như thế này, siết bụng lại. Mũi chân đạp vuông góc 90 độ so với mặt sàn, chân phải thẳng, đừng cong như thế này. Ok, nếu chúng ta chưa làm được, hãy tì gối xuống như Huỳnh. 15, 14, 13, 12, 11, cố lên nào. 10, yes, good. 9, 90 độ, 90 độ. 8, 7, good. 6, 5, 4, 3, 2, ok. Wow. Thật sự bây giờ, những cái muối của mình cảm giác như muốn nổ tung. Wow. Chúng ta sẽ nghỉ 10 giây. Hít thở sâu, lấy lại oxy. Và đừng quên, nhớ uống nước. Sau đó chúng ta sẽ đến với bài crunch. Uống nước từng ngụm nhỏ nha mọi người. Không nên uống vội vàng. Những cái gì vội vàng quá cũng không tốt. Giống như chúng ta tập, hãy chậm rãi và cảm nhận. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với động tác tiếp theo của chuỗi compound bài tập hôm nay. Đó là gập bụng. Cố gắng lên nhào. Bây giờ chúng ta lên sẽ kiểm soát tốt hơn một chút nào. Ok, mọi người hãy cố gắng trong từng cái lần tập của mình nha. Chuẩn bị nào, bắt đầu. Up, siết giữ, thở ra. Vẫn gầm nhẹ, xuống từ từ. Giữ lại và lên. Siết, thở, 2, yes, good now. 3, 4. Mọi người đừng có gạch cái cổ như thế này nha. Nó không lên muối mà chỉ bị thoái hóa đốt sống cổ thôi. Và cũng đừng như thế này, sẽ rất có nguy hiểm cho cái lưng của mình. Hãy làm đúng. Sit và xuống chậm từ từ.
Dạ đúng rồi. 4. Đối với Quang đang tập động tác khó, lúc lên chúng ta sẽ xoay thêm để có thêm phần cơ lên sườn ngoài cái cơ thẳng bụng của mình. Và đối với Huynh, động tác dễ hơn, chúng ta không lên quá cao. Ok, 3 rep nữa và lên giữa 3 dây up. 1, đúng rồi, xuống chậm. 2, siết chặt phần bụng của mình. Nào, giữ 3 dây. 3, 2, 1, ok. Wow. Nếu chúng ta kiên trì mỗi ngày, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được những cái gì mà mình mong muốn. Chúng ta sẽ nghỉ thêm 4 giây và đến với động tác V-up hold. Wow. Em có cảm giác như nào khi sau khi tập compound này? Em cảm thấy là cái phần bụng của em hầu như là nó bị căng phồng hết cả cổ bụng lên. Yeah. Và cảm thấy rất là phiêu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo. Không có gì dễ dàng, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ từ bỏ, tiếp tục cố gắng với bài tập tiếp theo. V up hold. Ok, 1 2 3, now up. Nhớ tập trung vào phần bụng của mình, không phải phần lưng dưới như thế này. Ok, siết chặt, giữ. 10 11 12 13, wow, cứng như đá. 14 15 16, bài này rất nặng nha. 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ok, wow. Chúng ta nếu mà đến rep này, đến set này, chúng ta đã thấm mệt và có thể là bị bột bẻ hay gọi là bị co cơ đó, thì mình sẽ stretching một chút ha. Giãn ra, nhớ là đừng ấn vào lưng dưới nha, mình sẽ stretch một chút thôi. 3, thả lỏng. 2, kéo căng phần bụng ra. 1, ok. Yeah. Chúng ta sẽ tranh thủ lúc nghỉ để căng cơ một chút, nếu mà cơ quá căng thẳng. Uống nước, hít thật sâu để đến với round cuối cùng, round số 3. Mọi người hãy nghỉ ngơi và uống nước nhé. 30 giây. Chúng ta đã nghỉ xong 30 giây, bây giờ chúng ta sẽ đến round cuối cùng. Hãy cháy hết mình, chúng ta chưa bao giờ biết được giới hạn mình ở đâu. Chúng ta sẽ thực hiện ở trong round này nhé mọi người. Cố lên nào. Động tiết, động tác đầu tiên, cú sấp nào. Ready, go. 12 rep nào, up. 1, xuống chậm thôi. 2, siết ngực nào, giữ thẳng lưng. 3, tập trung nào. 4, thở xuống chậm, hít sâu, giữ hơi lại lên, xích thở. 5, đúng rồi. 6, tập trung vào cơ thể của mình nào. 7, dễ xuống hoặc cho chậm nào. 8, từ từ. 9, cố gắng lên nào. 10, vượt qua giới hạn bản thân đi mọi người. 1, yes, let's go. 2, và xuống giữ nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Wow. Chắc chắn chúng ta sẽ hủy diệt tất cả mỡ trong cơ thể chúng ta ở round này. Mọi người cố gắng lên nhé. Wow. Ok. Chúng ta đến với động tác số 2 sau 5 giây nữa. 5, 4, 3. Wow. 2, 1, ok, Superman, đến đây, cùng bay nè mọi người, cố gắng lên nào. 1, 2, 3, tập trung vào lưng của mình nào, up lên, giữ, xuống từ từ,
2, xít thở, xuống chậm hít sâu. 3, giữ lưng nè. 4, tập trung vào cơ bắp của mình. 5, tay chân thẳng. 6, đừng ngẩng đầu quá cao, thẳng. 7, yes, good. 8, đúng rồi, cố gắng thêm 4 rep nữa thôi. 9, tốt lắm, cố gắng nào mọi người. 10, hủy diệt nào. 1, 3, ok, giữ, 3, 2, 1, yes. Wow, anh gần như là cảm thấy lưng mình giống một tảng đá luôn rồi. Wow. Mọi người hãy cố gắng tập đến cái mức độ như vậy nhé, để chúng ta càng ngày càng đẹp hơn nào. Chúng ta hãy tranh thủ uống nước và tiếp tục sau 6 giây nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với động tác tiếp theo. Phần vai của mình nào, cố gắng lên. Rồi. Wow, bây giờ cũng đã thấm mệt rồi, nhưng mọi người hãy cố gắng tập trung vào động tác của mình nào. Đẩy vai, chuẩn bị nào. Ready, go, up. Xít giữ, 1, nhớ thở, xuống chậm thôi, yes. 2, xuống thật chậm, kiểm soát nào. 3, xít phần vai mình lại, xuống tay ngang vai là được. 5, giữ lưng thẳng, gồng cứng bụng. 6, cảm nhận vào cơ của mình nào, yes. 7, đúng rồi. 8, 9, và tiếp tục. 10, hai cái nữa thôi nào. 1, đúng rồi, cố gắng lên. Wow. 2, ok. Wow. Wow. Tập xong mọi người cảm thấy cái cơ thể mình cảm giác như là bự lên gấp đôi. Hoặc đối với những người mà chưa gọn gàng thì cảm giác gần như là mất đi 10kg. Là buổi tập của bạn quá thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo trong compound này. Đó là bay vai để cho vai mình thật là tròn. Cố gắng lên nào. Ready? Yes. Wow. Cố gắng lên. Yes. 1, 2, 3 now, up. Giữ nào, 1, yes, tốt. 2, đúng rồi. 3, tốt lắm. Xít giữ thở. 4, nhớ thở bằng miệng nha mọi người. 5, xuống chậm hít bằng mũi nè. 6, đúng rồi, cố gắng lên. 7, 8, nhưng đừng cố gắng anh gian nha, không được gì đâu. 9, tập trung làm thành tốt nào. 10, 1, và cái cuối lên giữ 3 giây. 1, 2, 3. Wow. Wow. Hình như hai vai đã muốn nổ tung rồi. Wow. Chúng ta sẽ nghỉ 10 giây. Cố gắng hít thật sâu. Điều hòa thở và uống nước. Nước rất rất quan trọng với cơ thể của mình, và đặc biệt trong việc xây dựng tế bào và giảm mỡ, trao đổi chất. Nên nhớ uống nước, nhưng mà hãy uống đúng cách nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần six pack. Cố gắng lên nào. Wow, ready? Yes. Các em sẵn sàng? Yes. 6 múi nào. 1, 2, 3. 1, 2, đúng rồi, 3, 4, 5, 6, 7, mặc dù đếm nhưng mà mình vẫn rất trung thực nha. 8, 9, đúng rồi, 10, xích bụng, 1, 2, 3, 4, 5, lưng thẳng, xích bụng, 7, 8, 9, 20, 10 giây nữa thôi, cố gắng lên nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cố gắng lên, 8, 9, 10, oh yeah.
Wow. Mọi người, nhất là đối với các bạn nam, mặc dù chúng ta đã có gia đình hoặc là chúng ta đang trong tình trạng hẹn hò thì cố gắng tập đi. Người yêu của bạn chắc chắn sẽ rất thích một chàng trai có múi, năng động và tất nhiên là trong cuộc sống này phải giỏi tất cả vấn đề rồi. Cố gắng lên nào. Giống như chúng ta tập này, phải cố gắng giỏi hơn nữa. Giỏi qua từng rep và từng bài tập nha mọi người. Cố lên. Động tác tiếp theo. Crunch. Hủy diệt mỡ. Hãy đốt cháy mỡ bụng của bạn để có 6 múi. 1, 2, 3, up now. Yes, 1. 2, giữ nào, xuống chậm thôi. 3, thở giờ. 4, yeah. 5, tập trung vào. 6. Lúc ta mệt, đừng cố gắng ăn gian, hãy trung thực và làm thật tốt, thật chuẩn nào. Cố gắng lên. 5. 4, thật chậm nào, thật chậm nào. 3, yes. 2, đừng có lắc cổ nhé. 1, giữ nào, 5. 4, 3, 2, 1. Wow. Thật sự, mình đã đặt tên cho cái round này là hủy diệt. Và thật sự nó đã hủy diệt rồi. Tất cả mỡ gần như đã phải khiếp sợ đối với cái chuỗi bài tập này. Mọi người cố gắng lên nhé. Chúng ta nghỉ và đến với động tác cuối cùng. V up, hold. Ok. Yeah. Oh, cố gắng lên nào. Tiếp tục nào mọi người. Chỉ 30 giây thôi nhưng mọi người có thể bonus cho mình thêm 2 giây nữa. 32 giây, không sao. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, yes, 2, wow, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, ok. Wow, anh đã nói là một mà. Mình hãy tự bonus cho mình. Như những rep tập, không sao. Đừng bonus thức ăn nhiều đường và nhiều dầu mỡ nhé. Chúng ta hãy nghỉ ngơi và uống nước. Nhớ, hãy hít thở sâu để cho nhịp tim hạ xuống và uống nước. Đừng bao giờ quên điều đó nhé. Và buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Mọi người hãy cố gắng tập luyện chăm chỉ và show kết quả tập luyện cho AA biết bằng cách comment vào bên dưới. Và nhớ theo dõi buổi live stream tiếp theo để biết làm thế nào có một vòng ba căng tròn.